giảm hai lòng bàn tay bằng nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Lần nữa chạm hai lòng bàn tay vào nhau. Đặt nhẹ vào mắt. Mở mắt chết chết mắt. Mở tay ra mình đưa tay. Vung tay lên hít sâu vào. Hạ xuống thở sầm. Hít sâu. Thở sầm. Hít sâu. Vung tay lên. Đan tay lộn ngược bàn tay để căng lên. 5, 4, 3, 2, một thở sang hai tay đan sau lưng cúi đầu thở sang 5 4 3 2 1 xoay tròn cổ thở lỏng cổ sang tâm trí tập trung vào cảm nhận xoay đổi chiều tập tay hai lưng bàn tay hướng vào nhau tay phải đưa qua đan chặt kéo vào hít đẩy xa thở sau trở về kéo vào đẩy lên trở về kéo vào đẩy thẳng tay lên hạ xuống trở về đổi tay kéo vào đẩy sang trở về kéo vào đẩy lên trở về kéo vào đẩy thẳng tay lên hạ xuống trở về thả lỏng tay dùng lực tay đặt cành đầu gối xiết cơ bụng nâng mông lên hạ xuống hai lên xuống ba lên xuống bốn lên xuống năm lên xích bụng lên 5 4 3 2 1 hạ xuống tháo chân ra thả lỏng tế đỡ chân lấy vòng đặt vòng ở phía trước vươn hai tay lên hít sâu vào xoay phải thở xa tay trái lăn vòng về trước tay phải mở ra sau trở về hít sâu vào xoay trái thở sang trở về hít sâu thở sang hít sâu thở sang hít sâu thở ra giữ lại 5 4 3 2 1 hít sâu vào thở ra tại 5 4 3 2 1 hít sâu vào hạ tay xuống thở ra đặt vòng qua bên phải ngang với cái hông lật ngửa tay trái ngáp lên vươn tay phải lên hít sâu vào vươn tay trái lên nghiêng người qua thở sang nâng lên hít sâu thở sang nghiêng hông hóp bụng thở sang hít sâu thở sang hít sâu thở ra nghiêng hông giữ lại 5 4 3 2 1 hít sâu
Tay thở ra đặt ở phía trước đầu gối phải, xéo cái thân mình muốn lao động, hai tay đặt lên hít sâu lan tới kéo căng, thở ra lan hít sâu, thở ra kéo căng hít sâu, thở ra hít sâu, thở ra, giữ lại 5 4 3 2 1 hít sâu, thu về thở ra, đặt qua bên trái, lật ngửa tay trái lên, vươn tay phải lên hít sâu, nghiêng hông thở ra hít sâu, thở ra hít sâu, thở ra hít sâu, thở ra, nghiêng hông giữ 5 4 3 2 1 lên hít sâu, thả tay xuống thở ra, đặt ở phía trước đầu gối, hai tay đặt lên hít sâu, lăn tới thở ra hít sâu, thở ra hít sâu, thở ra hít sâu, thở ra hít sâu, thở ra, những lại 5 4 3 2 1 lên hít sâu, tháo chân ra, thở ra, giữ hai chân thả lỏng, chống người lên. Cong lưng lên, hốc bụng thở ra. Lấy sau, chung lưng xuống, đứng khỏi mình. Thở ra, cong lưng lên, hốc bụng thở ra. Lấy sau. Thở ra. Lấy sau. Thở ra. Hít sâu, thở ra, hít sâu, chung lưng đứng thở, giữ lại 5 4 3 2 1, cong lưng lên, thở ra, mắt nhìn vốn, mắt vốn xuống bụng thở, 5 4 3 2 1, hít sâu, lăn vòng tới, giữ nè, giữ rồi, chân người tới, đặt bụng trên lên trên vòng, cũng cong lưng, coi coi cảm nhận cuộc sống mình như thế nào. Cũng cong lưng. Thu về, thở xanh. Lấy sau, chân lên. Lưu về thở xanh. Lấy sau chân lên. Thở xanh. Lấy sau chân lên. Lưu về thở xanh. Lần nữa, hít sâu chân lên, sải vai ưỡn ngực, hai tay đưa ra xa bám vô rồi, ưỡn ngực cũng cong lên, 5 4 3 2 1, lúc về thở xanh, lúc về thở xanh, lên gác hai tay lên, gác hai cẳng tay lên trên vòng, gác sau lên, thấy sâu, ép xuống, thở ra, ép ngực căng xuống, thấy sâu, hơi thở ra, thấy sâu, ba thở ra,
lấy sâu bốn thở xa hết xuống, lấy sâu năm thở xa hết xuống, vậy là nào, năm bốn ba hai một, là hít sâu lùi về thở sang thôi, xuống gác chân trái lên trên vòng, đặt cái gót chân lên đứng bàn chân, thẳng chân phải vươn hai tay lên hít sâu đưa tới ngược xuống thở ra, hai tay trồng qua bàn chân trái lên hít sâu chống hai tay ra sau, nâng người lên để căng lên xiết mông đùi bụng thở ra và xuống hít sâu vươn tay lên đưa người tới ngược xuống thở ra lên hít sâu chống hai tay ra sau, nâng người lên thở sang để căng lên xuống hít sâu đưa tới vươn tay gạt xuống thở sang ép xuống, giữ là năm bốn ba hai một, lên hít sâu chống tay ra sau, nâng người lên xiết mông đùi bụng thở sang, thở xiết cái bụng lại, nâng chân phải dưới lên giữ lại năm bốn ba hai một, hạ xuống co gối chân phải đạp xuống vươn tay lên hít sâu xoay phải đưa quỷ tay trái qua kìm vô đầu gối rồi đưa xuống nắm cổ chân, hạ xoay phải thở sang mở vai xoay ra sau xiết bụng thở ra thẳng lưng xiết bụng thở năm bốn ba hai một, rồi co tay trái lại luồn vô trong cái chân phải nè, co cái quyển lại luồn vô trong chân phải luồn vô, đúng rồi luồn sau vô, đúng rồi xoay tay phải ra sau nắm tay trái mở vai xoay mặt ra sau thở ra năm bốn ba hai một, trở về phía sau vào hai tay chân xuống thở ra thả lỏng xong. Đỡ chân gác chân phải lên thẳng lên vươn hai tay lên hít sâu vào đưa người tới ngọt xuống thở ra trung lưng ép xuống thở nâng lên hít sâu vào chống hai tay ra sau nâng người lên đẩy căng hông lên xin mong đùi bụng thở sang hạ xuống hít sâu vào vươn tay lên đưa người tới lọt xuống thở sang nâng lên hít sâu vào chống tay ra sau để căng người lên thở sang hạ xuống hít sâu vào đưa người tới lọt xuống thở sang đưa người ép sau thở ra năm bốn ba hai một, nâng lên hít sâu và chống hai tay ra sau để các người lên siết mông đùi bụng thở rồi nâng chân trái lên duỗi thẳng lên siết bụng giữa năm bốn ba hai một, hạ chân xuống nâng người lên hít sâu vào xoay người qua trái co khuỷu tay nắm cổ chân thẳng người xoay ra sau thở ra năm bốn ba hai một, khi sau và co tay phải lại luôn vô trong chân xoay tay trái ra sau nắm tay thở ra khỏi tay tay thở năm bốn ba hai một, trở về khi sau vào hà tay chân xuống thở ra thở lỏng hít thở xong ngồi lui về tứ thảm và hai chân mình co qua một bên trái, đặt cái vòng ngang với hông phải rồi
Ghê không lên. Thở hết hơi rằm, hít sâu vào xích cái bụng lăn qua. Thở ra cho cái vòng nằm ngay cái eo nhất. À, ngay eo nhất rồi. Cái eo hướng lên trần nhà. Rút rốn xích cái bụng lại, gồng cứng cơ bụng. Trở về hít sâu vào. Hai lên, thở ra. Trở về hít sâu vào. Ba lên, thở ra. Hít sâu vào. Bốn lên, thở ra. Hít sâu vào. Năm lên, thở ra. Xích bụng, thở ra. Lăn tới lui xích sau thở. Năm, bốn, ba, hai, một, trở về. Ngồi lên, hít sâu, nghiêng người trở qua. Thở ra trả lại giữ như thở sau. Năm, bốn, ba, hai, một, lên hít sâu vào. Thả tay xuống thở ra. Rồi đổi bên. Hít sâu vào. Từ từ lăn tới thở ra tiếp bụng yên. Nằm lên được. Nằm lên. Siết chắc lại gần bụng lại. Trở về hít sâu vào. Lên thở ra. Trở về hít sâu vào. Ba, thở ra. Lấy sau vào. Bốn, thở ra. Lấy sau vào. Năm, thở ra. Xích bụng giữ lại. Nghiêng hông phía sau thở. Năm, bốn, ba, hai, một, trở về sâu vào. Ngồi lên, thở ra. Rồi ngồi lên, mở đầu gối ra. Ngồi mông trên gối, mở đầu gối. Thở hết hơi ra. Hít sâu và xích bụng lại. Đặt bụng lên trên vòng chống tay. Hít sâu lên. Xiết lại thở ra. Trở về hít sâu vào. Hai lên thở ra. Lắng xa. Buồng trứng mát xa nội tạng. Điều chỉnh nội tiết tốt. Trở về hít sâu vào. Lên thở ra. Xiết bụng giữ. Trở về hít sâu vào. Bốn lên thở ra. Trở về hít sâu vào. Năm lên thở ra. Xích sâu giữ nào. Chắc người ra luôn em. Toàn thân thẳng luôn. Thẳng tưng chắc cơ lại luôn. Năm, bốn, ba, hai, một, trở về. Hít thở sâu. Rồi ngồi nhìn hướng dẫn tập mà em không có hai cục này, không có hai cục này thì không gây vô, có hai cục gạch này thì sẽ kê vai vô hai cục gạch, cái cầm mình đặt giữa hai cục gạch, à, vai mình kê lên, còn không có thì cầm em để xuống và chống hai tay nhìn trước nè, đang xích bụng lại, đặt bụng lên chống hai tay phía trên, thở hết hơi ra. Hít sâu vào, đặt xuống nâng lên, thở ra. Trở về hít sâu, cứ nhấp vậy, lên. Rồi trở về.
á, từ từ mình kiểm soát cho vào nằm ở bụng trên ngay dưới chân ngực. Đặt cái cằm xuống, nâng chân lên và lắng nghe cuộc sống. Rồi thu về, thở ra cứ như vậy. Cứ kiểm soát từ từ từ. Thở hết thở ra. Hít sâu vào, đặt bụng lên, chống tay xích bụng nâng chân lên. Thu về, thở ra. Lắng nghe cuộc sống của mình, coi có đau ở đâu dừng lại, thở hết hơi ra, hít sâu vào lên, thở ra, trở về, hít sâu vào lên, xích bụng, thở ra. Trở về, hít sâu vào lên, xích bụng, thở ra, lên nào. Lần nữa, trở về, hít sâu vào lên, xích bụng, thở ra, lên. Hút về, thở ra, thả lỏng, thở sâu, điều hòa hơi thở. Ra ngồi xoay lưng lại, trả lưng. Co đầu gối lại và ngồi sát lên đầu thẳng trên đây để mình lăn lưng. Sát lên nữa em chứ để ngồi lăn lở ra ngoài luôn. Thở hết hơi ra, hít sâu vào đặt lăn lưng em, lăn lưng thở ra, lên hít sâu vào, buông tay qua khỏi đầu luôn, thả mềm cuộc sống ra, lăn lên tới thở ra, lên hít sâu vào, thở ra, cho cái vòng massage theo cuộc sống, lên hít sâu vào, thở ra, cho vòng lăn theo cuộc sống, thả mềm ra, cũng tâm theo, lên hít sâu vào, thở ra, lăn lên, rồi cho nó nằm ở đây và lăn nhịp ở đây, thả lỏng ra, lăn nhịp thả lỏng, thở đều, hít thở đều, cảm nhận từng đốt sống được massage trên vòng, 5 4 3 2 1 lăn về. Đây. Em ngã nửa người lên, đầu ngã lên trên vòng, lưng trên, cổ lên trên vòng luôn. Em tém tóc lên, buộc lên đi, tính nó lên cao lên. Cái để mình lăn tới bắt đầu nó cuốn tóc mình vô. Rồi, nắm hai cạnh vòng. Rồi nắm hai cạnh vòng, quỷ tay khép lại, song song với hai vai, thở hết hơi ra, hít sâu vào, lăn thở ra, lên hít sâu vào, tay nắm chắc vòng lại, cột sống cũng cong theo, thở ra, lăn cho cẳng tay tới sàn luôn, lên hít sâu vào, các vị tay lại nhà lăn tới vào đầu tới sàn, cẳng tay tới sàn, thở ra, lên hít sâu vào, lần này nè cái tay mình á
lần theo cái cạnh vòng xuống luôn em, lần theo nè, lần theo đúng rồi, lần theo luôn, thẳng cánh tay ra luôn em, khép khuỷu tay lại sát vô bắp tay, thở hết hơi ra, hít sâu vào, lăn 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 lăn, cẳng tay chạm sàn, cẳng tay chạm sàn, rồi tay nắm chặt vòng, đó, hít thở ở đây đi nào, hít thở cảm nhận cuộc sống, cảm nhận khớp vai lưng trên đang mở, khớp vai mở lưng trên, hít thở, năm bốn ba, tay nắm chặt cạnh vòng lại, hai một, rồi co đầu gối vào đi, co đầu gối vào, tay nắm cạnh vòng, nắm mông lên, nắm mông lên, chống cẳng tay xuống, chống cẳng tay xuống dưới sàn, nắm mông lên em, đó, nâng cái mông lên khỏi vòng, ê cái cẳng tay, cái tay nắm cạnh vòng, gấp ngược tay lên nắm vòng, nắm cái bốn ngón tay ở bên trong, ngón cái ở bên ngoài, đúng rồi, rồi nâng mông lên, đó em đi chân xích vào, lăn vòng tới cho cẳng tay chạm dưới sàn, đúng rồi, rồi đi chân xích vào nữa, rồi nâng cái mông lên, nâng mông lên đi, nâng mông lên, nâng mông lên, đứng vào lắng nghe cuộc sống đi, nâng mông lên nữa, cẳng tay em chạm sàn luôn, nâng cái mông lên nữa, co đầu gối vào, nâng mông lên nữa, nắm cạnh vòng chắc lại, đẩy lồng ngực cao lên, mở vai mở lưng trên, đẩy lồng ngực lên nữa, hít thở sâu, hít thở sâu, hít thở sâu, đau hay sao tí Không không đau, vậy. không đau thì em đặt chân nâng hông lên đi, đúng rồi, đẩy cái lồng ngực cao lên, đẩy lồng ngực lên, siết cơ bụng, cơ mông, cơ đùi, giữ cái thắt lưng mình, tập trung tâm trí vào lưng trên, khớp vai lưng trên, khớp vai, rồi hạ xuống, hạ xuống và lăn trở về, lăn vòng trở về, rồi rồi ngồi lên, co gối ôm gối thở ra, co gối ôm gối cuộn cuộc sống lại, hít thở sâu, rồi nhìn nha, nhìn phía trước hướng dẫn để vào cây cầu, cây cầu với vòng, mình vẫn là lăn vòng nhưng mà đầu mình sẽ nâng lên nè, tay mình đỡ đỡ cái đầu lên, từ từ đặt cái đầu cổ vai gáy xuống sàn, cây cầu với vòng đó, nãy chút cái đỉnh đầu xuống, bây giờ đặt cái vai cái cổ xuống sàn, cho nên ngồi sát lên đầu thảm để em lăn tới, nó còn nằm rồi còn chuyển vô cái cài chân đèn được nữa, là sát lên luôn á, sát lên luôn, ngồi thế nào nó cũng ra ngoài thẳng đó, rồi lăn lưng này, tay đỡ đầu cho vào cây cầu với lại vòng, hít thở sâu, đừng rút đầu, tay đỡ đầu lên, không có rút đầu xuống, rồi đặt cái vai xuống đi em, cứ hoài như vậy lăn lăn hoài luôn á, đặt cái vai cái đầu xuống, cái cổ xuống, tay một tay đỡ cái đầu ra, đúng rồi đúng rồi đúng rồi, rồi hai tay đưa xuống nắm cạnh vòng, hai tay đưa xuống nắm cạnh vòng, rồi cây cầu với vòng là đây, hít thở sâu, xương cầm chạm xương nước, hít thở sâu vào, đừng gồng vai, thả lỏng cho vai gáy chạm sàn, vai gáy đang massage ở dưới sàn, hít sâu vào, nâng hai chân lên, nâng hai chân lên, đúng rồi, co gối chạm mũi, thở ra, cuộn hai gối luôn, hai gối cuộn là chạm vô mũi, thở ra, lên hít sâu vào, co gối chạm mũi, thở ra, hít sâu vào, co gối chạm mũi, thở ra, bốn hít sâu vào, tay ôm cứng vào, co gối chạm mũi, thở ra,
Đấy sao ta? Lần nữa con nói chạm hối thở ra giữ lại nào. Rồi ôm vòng kéo vô cho gấu chạm trán. Thở ra. Gấu chạm trán. Hai đầu gấu mình nè, đặt lên ngay chân mày. Massage phần chân mày. Hít thở sâu. Hai đầu gấu massage phần chân mày. Hít thở sâu vào. Hít vào chân qua đầu cái cài, thở ra chân qua đầu cái cài luôn. Hít thở sâu vào, hai chân luôn em, hai chân qua đầu luôn. Đúng rồi. Hai tay ôm vòng, hít sâu vào, duỗi hai chân lên chân đèn, thở ra, ôm vòng duỗi lên đứng thẳng lên trên vai, tay ôm vòng kéo vào cho đứng thẳng lên trên vai luôn, hít thở sâu. Hít sâu và co gối chạm trán, thở ra. Rồi tay mình lăn vòng xích ra, hạ từng đốt sóng xuống cho lưng chạm xuống sàn. Tay lăn vòng xích ra. Rồi co hai gối lại đạp lên trên vòng, đạp hai bàn chân lên vòng. Thở hết hơi ra, hít sâu vào và nâng mông lên và vươn tay lên khỏi đầu, xích cái bụng lại, thở ra. Hạ xuống, hít sâu vào. Hai lên thở ra. Hít sâu vào. Ba lên thở ra. Hít sâu vào. Bốn lên thở ra. Hít sâu vào. Năm lên xích cơ bụng lên, thở ra vươn tay khởi đầu giữ lại. 5, 4, 3, 2, 1, hạ tay xuống và úp hai bàn tay xuống, đặt mông nằm lên lưng bàn tay. Đặt mông nằm lên lưng bàn tay và con cá. Thở hết hơi ra. Hít sâu vào, chống hai cụi tay, ấn cụi tay xuống, đẩy lòng ngực lên. Và đặt đỉnh đầu xuống, thở ra. Hai chân mình lăn vòng xích ra một chút và giữ ở đây, hít thở sâu. Hít thở sâu vào, đẩy căng lồng ngực lên. Vai mở, ngực căng, đỉnh đầu chịu sàn, siết chắc cơ bụng lại, hít thở đều. Ấn khuỷu tay phía sau, nâng đầu duỗi cổ ra, hạ xuống, thở ra, lấy tay ra và gác chân lên vòng, nằm thư giãn thả lỏng sau. Xoay mặt qua phải kiểm tra cổ, xoay mặt qua trái, trả về giữa, duỗi thẳng cổ căng luôn về ngực, hóp bụng ép sát hóp lưng luôn, buông lỏng ra, thư giãn thả lỏng thật sâu từ ngón chân cho đến đỉnh đầu. Em thu cầm về ngực rồi mất hết. Năm, tập trung vào bài thư giãn, nghe hướng dẫn thư giãn thả lỏng đến đâu, tâm trí tập trung vào đến đó, nghe lời cô dẫn đến đâu, phải điều khiển được tâm trí mình đến đó, để bắt cơ thể mình phải thả lỏng ra, phải thả lỏng ra, phải kiểm soát cơ thể bằng tâm trí.
suy nghĩ ở đâu. À, cuối bài phải thư giãn thật sâu thì cơ thể mình mới khỏe được, mới nạp đầy đủ năng lượng. Cân bằng huyết áp, điều hòa nhịp tim, cơ xương khớp của mình nãy giờ kém căng ra, bây giờ là giúp cho nó sắp xếp trở lại. Bài thư giãn rất quan trọng, bỏ bài thư giãn là cả buổi tập của mình không đạt hiệu quả mà nó còn phản tác dụng nữa, cho nên lưu ý điều này. Hai chân mở rộng bằng tay, ngã hai bàn chân ra hai bên, hai tay xuôi theo thân 45 độ, lòng bàn tay nữa, các ngón tay thả lỏng qua tự nhiên, cảm nhận được sâu vào hai bàn chân của ta đang được cảm thả lỏng, hơi ấm đang lan tỏa lên hai chân. Sự thư giãn và hơi ấm đang lan tỏa lên cổ chân, bắp chân, khớp gối, cơ đùi, khớp háng. Hai chân của tôi đang được thư giãn và ấm dần, đang ấm dần. Tập trung vào đi nào, cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Thả lỏng cơ mông, thả lỏng cơ lưng, hơi ấm đang lan tỏa vô từng đốt sống lưng. Từ thư giãn và ấm áp đang lan tỏa dọc theo cột sống lưng, lan tỏa vào bên trong nội tạng, từng cơ quan nội tạng cũng đang được ấm dần lên ấm dần. Bụng ngực cũng đang được thư giãn ở tổng toàn. Mười đầu ngón tay đang ấp dần lên và thư giãn ra. Nói ấm là sự thư giãn đang lan tỏa lên bàn tay, khuỷu tay, khớp vai. Hai cánh tay đang được thư giãn và ấp dần lên ấp dần. Tập trung vào cảm nhận sâu hơn nữa đi nào. Cảm nhận sâu và hơi ấm đang lan tỏa lên vai, lên cổ, cơ vai, cơ cổ đang được thư giãn thả lỏng toàn à. Từng đốt sống cổ đang tập trung lên, tập trung lên, cảm nhận sâu vào một cảm giác thật dễ chịu, cơ vai, gáy, cổ, hơi ấm và sự thư giãn lan tỏa lên tập, lên môi, lên mũi, lên mắt, lên chân mày, lên trán và lên da đầu. Toàn bộ khuôn mặt đang được thư giãn thả lỏng. Sự thư giãn đang lan tỏa vào trong não, bộ não đang được thư giãn. Cảm nhận sâu vào cơ thể và thần kinh đang được thư giãn thả lỏng, từ đỉnh đầu cho đến các ngón tay ngón chân. Cơ thể các cảm nhận được nguồn năng lượng của vũ trụ tràn vào khắp cơ thể. Cơ thể đang tràn đầy nguồn sức lực, cơ thể đang thực sự khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể thật khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, không bệnh tật nào xâm nhập được. Tự nói với chính mình nào, tự nhủ với chính mình, cơ thể của tôi thật sự khỏe mạnh, thật khỏe mạnh, đẩy lùi tất cả mọi bệnh tật ra bên ngoài. Cơ thể đang thư giãn và tràn đầy nguồn sức lực. Thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng, thả lỏng vào giấc ngủ.
nhất nhất các ngón tay ngón chân đánh thức cơ thể, nhất nhất bàn tay bàn chân, và nghiêng đầu qua bên phải và qua bên trái, cứ dạng thả lỏng cổ đi nào. Hai chân ghép sát, hai tay đan lộn ngược, bàn tay ghép căng qua cổ họng, giữ căng từ ngón chân cho đến ngón tay. Co chân trái đạp bàn chân xuống, nằm nghiêng người qua phải, co tay phải chống đỡ đầu, tay trái chống trước ngực, co gối bàn, hai tay đỡ người, từ từ ngồi lên. Đưa hai tay lên massage cổ, mắt khép lại cảm nhận sau. Vừa xoa bóp massage, cảm giác thật là dễ chịu. Xuống vai, co bóp ở đâu tâm trí tập trung vào cảm nhận sâu ở đó. Xuống tay, dần xuống hai tay. Hai chân, thả lỏng toàn bộ khuôn mặt ra, cổ nhẹ, bàn tay hơi cong lại, hơi cong lại, úp lại, gõ gõ. Nắm tay lại, đưa ra sau, mát xa hai quả thận, hai quả thận ở hai bên đây, nắm tay lại và mát xa vào. Những lúc mình nghe ê ẩm lưng đau lưng, nắm nắm tay lại mát xa chứ không được vỗ vô, không được vỗ, không được đánh vô lưng nha, tổn thương hai quả thận, tổn thương cuộc sống. Mời cả lớp nghỉ, chúc cả lớp luôn luôn khỏe, vui khỏe, trẻ, sống tích cực ha.